Hiếu Minh Alo xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em âm thanh trên mọi miền tổ quốc nhá. Thì hôm nay đang là buổi trưa bạn. Hôm nay thì ngoài trời cũng rất là oi nhưng mà gió trời như kiểu sắp dông các bác ạ. Thì hôm nay cũng là đầu tháng theo lịch âm. Lịch âm là mùng 1 thì trong đầu video đúng là sang tháng mới thì cho Hiếu Minh gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác cũng như là chúc sức khỏe tất cả các bác cũng như anh em là luôn luôn mạnh khỏe. Và anh em cũng như các bác đang buôn bán thì buôn may bán đắt đấy, bán đắt được giá, gặp nhiều may mắn trong tháng mới đây. Và hôm nay em xin giới thiệu với các bác cũng như báo cáo bác là các bác theo dõi kênh của em thì có biết rồi thì trong vòng hơn một tuần qua thì bên em có rất nhiều các sản phẩm tri ân cũng như ở đây là phải nói là trong cái mùa hè này em đã cố bản thân cửa hàng em cũng cố gắng thuyết phục các đại lý cũng như các công ty cung cấp các sản phẩm bên cho bên Hiếu Minh là đưa ra cái mức giá tốt nhất cho mùa hè này và em đã đàm phán thành công. Và hôm nay trong video này thì em xin phép là giảm giá đối mẫu đẩy 4 kênh, một mẫu đẩy cực kỳ nổi tiếng và chất lượng. Mẫu đẩy có thể nói một mẫu đẩy cực kỳ chất lượng, chính vì vậy mà em bán đến 2 năm qua cũng như được rất nhiều các cửa hàng tin dùng cũng như rất nhiều các bác tin dùng. Nhưng cái điều quan trọng là giá đã êm hơn rất là nhiều. Đó là mẫu đẩy BWK8, đây là mẫu đẩy cho 800W một kênh. Đấy, 800W một kênh. Nhưng các bác chơi tốt là hai cặp 40 đơn, hai cặp full đơn 40 có dư mỗi khoảng một kênh nhá. Hoặc là hai cặp súp đơn bắt 50 mỗi khoảng một kênh. Đối với mẫu đẩy này thì phù hợp cho các bác chơi gia đình với các bác chơi vài cặp loa chơi vô tư các nhá. Nhưng tối đa em thấy đa số em ghép các bác chơi gia đình con K8 này thì cực kỳ hợp lý. Cũng không thừa quá mà cũng không thiếu ạ, rất là tiện lợi. 800W kênh đẩy 4 kênh, mỗi đẩy cực kỳ bền. Và đây là bản nội địa Trung Quốc với 64 sò, sò LGVK. Và giá em dưới theo đề, như em nói thì để được cái giá tốt là quảng cáo chỉnh. Bản thân là cửa hàng luôn luôn là đưa ra cái giá tốt đây nhưng cũng phải được sự chấp thuận của công ty cũng như là các đại lý phân phối. Thì hôm nay em đã đàm phán thành công và đưa cho một cái giá bác một cái giá cực kỳ tốt, cái giá tốt nhất Việt Nam hiện nay. Và số lượng em về rất là nhiều thì em có dỡ ra 2 chiếc cũng như quay lại review nội thất các bác cùng xem. Các bác cùng xem lại bên Hiếu Minh nhá. Xem chi tiết này. Để 4 kênh. Mặt trước là phay đen. Em có mặt phay đen thì tầm 1 tuần nữa có hàng nhá. Đây hiện tại em phay trắng. Phay tay cầm trắng này. Bằng nhôm. Bên trong một bán kính nguồn đồng rất là to, nguồn đồng các nhá, nguồn đồng em sẽ tiến hành cạo đồng luôn trong video. Và chạy sò thì tất cả bằng chạy bằng sò LGVK, một dòng sò cho chất âm rất là sáng tiếng và tiếng bass rất là uy lực. Đây đường nét này. Đấy. Với men mạch màu đen bác ạ. Đấy, men mạch màu đen bác nhá. Sản phẩm mới tinh được bên Hiếu Minh bảo hành đến 1 năm và đổi mới trong 1 tháng đầu. Và tụ lọc của nó chạy gồm 2 4 6 16 tụ lọc nguồn. Sao động luôn, cực kỳ chất lượng. Đây là mẫu đẩy kết hợp các anh em cũng như các bác chơi gia đình và đi chơi sự kiện rất là tiện lợi. 4 quạt gió tản nhiệt. Nhưng lượng sò thực nó chạy đến 56 sò nhá. Đây này, bác đếm này. 1 2 3 4 5 6 7 8 26 16 16 3 32 32 64 sò, những sò thực bác đếm đây. 2 4 6 7 14 là đi 56 sò thực bác nhé, 56 sò thực trên chợ xứ này. Và cái nguồn đồng dường 19-20 cm, có phải xích 20 cm bác ạ. Không xem găng tay em kịch luôn này. Sản phẩm cực kỳ chất lượng, bác xem từng con chân linh kiện một. Đối mẫu này thì em đã bán ra rất nhiều. Nhưng cái điều quan trọng là như em nói trong mùa hè này thì em luôn luôn là cố gắng là xin phép công ty có một cái gì đó ý nghĩa trong mùa hè này là sẽ giảm giá rất nhiều các sản phẩm cho bác. Thì hôm nay trong video em giảm giá sản phẩm đẩy 4 kênh này, mẫu đẩy cực kỳ hot. Đứng đây cạo đồng anh với. Và nguồn đồng nhé, cam kết nguồn đồng. Đây các bác xem luôn, cay luôn trong video luôn. Cạo mạnh. Cạo sợi to, chia sợi to to, cạo lồi lên. Đối mẫu này em xin nhắc lại là các bác có thể đánh là mỗi kênh là một như các bác chơi gia đình này,
một cặp 30 rồi, đánh tối đa một cặp 30 một kênh nhá. 30 cờ với công suất thông thường thôi, những đồng loa thông thường thôi. Là một cặp 30 một kênh. Nó là mỗi đồng loa thông thường thôi, còn tùy đồng loa mỗi dòng BB là không đánh được cặp 30 một kênh đâu. BB công suất lớn lắm bác ạ. Hoặc một cặp 30 thông thường, một cặp 25. Một cặp 25 hoặc là một cặp 30 bác tách ra, hoặc cặp 40 bác tách ra, còn một cặp 25 trợ lời. Và một chiếc súp là bác dùng gia đình quá đẹp luôn. Đấy, cấu hình gia đình thì như thế là quá là ổn rồi. Còn nếu bác chơi gia đình chỉ một cặp loa nhỏ nhỏ vừa thì bác tham khảo cặp loa nhỏ hơn, nhưng đối với những bác nào chơi tối đa là những mẫu đẩy K8 này là mẫu đẩy cực kỳ lý tưởng các bác. Đấy, bác cùng xem nhá. Các ăn đây. Đây mình nét đây. Đây nguồn đồng nữa nhỉ. Vàng au bác nhá. Đấy. Các bác nhận hàng ở cạo đồng ra xem thoải mái. Em đem cạo đồng để đính chính lại. Với ngoài thì giá cực kỳ hợp lý. Thì bao zin, bao zin đối với mẫu đẩy K8 bên Hiếu Minh bán cho bác ấy. Thì bao các bác mở nắp ra xem nhé, bao nắp mở nắp ra xem. Với các cửa hàng khác em không biết họ cho mở nắp không, nhưng đối với bên Hiếu Minh bán những dòng đẩy thì bác mở nắp ra xem thoải mái. Với mẫu đẩy K8 này mở ra xem thoải mái từ bên trong nội thất bác cùng xem. Mẫu đẩy cực kỳ chất lượng luôn. Em quay sau giúp anh với. Phía sau thì dòng này thì bác nhìn rõ này, bác nhìn rõ này. Nó còn có bốn đường linh da không nhé, đường linh da để bác linh da đường đẩy khác này. Như em cũng hướng dẫn bác rồi, những nhà bác nào đang sử dụng vẫn còn băng cơ ấy, băng cơ ấy nhé, thì bác cấp cho em vào đường CH1, CH2, CH12 gọi là AB này, thì bác lại không có hai đường nữa, nhưng không như băng số là sẽ có hai đường nữa, thì bác sẽ lấy từ hai đường linh AB này cắm ngược lên CD, nó sẽ ra bốn kênh đều bác nhé. Nó có rất nhiều cách giải quyết. Thứ nhất là bác gạt ra parallel và ra đều bốn kênh. Nếu gặp bác ra shitte thì bác phải đấu cho em là vụ như ở trên các công cơ bác đấu cho em hai đường tín hiệu vào đây, nhưng nó sẽ có hai đường linh ra, hai đường linh ra này thì bác đảo ngược lên cho em công CD này thì sẽ ra được bốn đường bác nhé. Còn đối với số thì nó ra cả bốn đường thì em không làm gì. À, còn tín hiệu ra bác nhìn nhá, nhìn này, nó sẽ đường rất kẹp cho bác này, hoặc là đường lưu trích. Đấy. Cùng ngắm lại với em cục đẩy chất lượng này bác nhé. Chế bằng giò sò LGV kép, một dòng sò cho chất âm rất là sáng tiếng, sáng tiếng và hay, tiếng bass rất uy lực. Trong video, một video thì đấy như em đã, hôm nay một video ý nghĩa đầu tháng, thì các bác nào nhu cầu yêu mến đối với dòng đẩy 4 kênh BV kép K8 này thì có thể liên hệ trực tiếp bên Hiếu Minh qua hai số điện thoại đây, hoặc đến cơ sở em là cơ sở 1 451 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, cơ sở 2 là 184 Nguyễn Đức Thuận Gia Lâm Hà Nội, để được các bạn nhân viên hướng dẫn và đấu lối. Và đối với tất cả mẫu mới này em bảo hành 1 năm cho bác và đổi mới trong 1 tháng đầu. Các bác đối với các ở xa thì các bác nhận hàng mở lắp ra xem thoải mái bác nhé. Đấy, kiểm tra thoải mái, nếu không đúng như cam kết đây thì em đền tiền bác luôn, tiền nguồn nhôm đền ngay bác này, sống tư sò cực kỳ lực. Và các bác nào nhu cầu trả góp đối mẫu đẩy hoặc là những sản phẩm loa bãi loa mới thì có thể em qua hai số điện thoại đây. Các bác trả góp từ xa thì các bác mang theo chứng minh thư sổ khẩu, các bác phải có thẻ tín dụng tiêu dùng. Còn các bác ở gần thì các bác mang theo chứng minh thư sổ khẩu đến cửa hàng em nhé, làm thủ tục trả góp. Và cảm ơn tất cả các bác đã xem cũng như video của mình, và xin thân ái chào tạm biệt tất cả bác và hẹn tất cả bác ở những video tiếp theo. Và những video sau thì em có những sản phẩm mới cũng như giá thành cực kỳ hợp lý để phục vụ các bác tốt hơn, và với tiêu chí là uy tín hàng đầu, và nhưng chất lượng sản phẩm phải hàng đầu, vì là uy tín cũng phải sản phẩm phải chất lượng, vì là những sản phẩm này bảo hành đến 1 năm, nếu như mình bán sản phẩm không chất lượng thì thời gian mình bảo hành là mình đã không có công rồi, chỉ đơn giản thế thôi. Và đây là mẫu đẩy có thể nói cực kỳ chất lượng để phù hợp với bác, thì có nhu cầu có thể liên hệ em qua hai số điện thoại đây, và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.